Khi mình muốn thành tựu cho ai, thành tựu có nghĩa là mình muốn người đó thành được cái gì, thì trước hết chúng ta phải thực hiện cái điều gì đó mới có thể thành tựu cho người khác được. Có một ví dụ, ví dụ như bây giờ mình muốn người ta, mình muốn người ta nghe pháp, thì mình phải làm gì đó để cho người ta có phương tiện, người ta tới người ta nghe. Chứ bây giờ, ví dụ bây giờ mình muốn người ta nghe pháp mà mình không có thâu băng dĩa ra, mà cũng không có thầy nào giảng pháp, mà cũng không có phương tiện gì truyền bá, thì người ta không nghe được. Người ta không nghe được thì người ta không thành tựu được cái gì ở nơi người ta. Cũng giống như mình có con, mình muốn dạy con thì mình phải có phương tiện gì đó để mình thành tựu đứa con mình. Cho nên trong Phật pháp đó, mà nói chung là trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng muốn mình làm một cái gì đó để thành tựu cho người khác. Mà gần nhất là cha mẹ muốn con mình được thành tài, được thành nhân. Người ta thường gọi là thành nhân chi mỹ, tức là trở thành một con người sống đẹp, sống dễ thương ở trong cuộc đời, mà trọn vẹn được từ cái tài cho tới cái đức, gọi là mỹ. Mỹ là đẹp, mà không phải đẹp ở cái hình tướng, mà đẹp ở khả năng, và đẹp luôn cả cái cách hành xử. Vì vậy cho nên á, Phật cũng muốn thành tựu cho mình, cho nên Phật phải làm đủ hết. Quý vị thấy, bây giờ muốn cho Phật tử hiểu kinh thì kinh phải dịch cho tiếng Việt, phải không? Bây giờ nếu mà để nguyên chữ Hán thì quý vị chỉ đọc thôi chứ quý vị không hiểu. Ví dụ bây giờ quý vị mở kinh ra, quý vị đọc: nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, nghe hay. Nhưng mà mình không hiểu nó nói gì đâu. Hay là mình mở kinh ra, mình đọc là: thử nhất biện hương bất tùng thiên giác, phi thuộc địa sanh lưỡng nghi vị phế chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới nhất khí tài phân chi diệt. Mình đọc thì nghe hay, nhưng mà không hiểu. Thì bây giờ muốn thành tựu cho quý vị được hiểu Phật pháp, hiểu kinh điển, thì quý thầy phải dịch kinh. Thử nhất biện hương bất tùng thiên giác, hương này không phải từ trời mà xuống, không phải từ đất mà sanh, phi thuộc địa sanh. Thí dụ vậy. Hay là nguyện thử diệu hương vân, thì phải dịch là nguyện mây hương màu này, nguyện thử diệu hương vân, biến mạng thập phương giới, nguyện mây hương màu này khắp cùng mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn và hết thải thánh hiền, trùng đến vô biên cõi, sống đến các chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, xa lìa những vọng nghiệp, viên thành đạo vô thượng. Dịch trễ cái mình tụng tới đâu hiểu tới đó, tụng tới đâu hiểu tới đó. Vậy thì muốn cho Phật tử hiểu Phật pháp thì mình phải thành tựu cho họ bằng cách là diễn đạt kinh điển, phải vậy không? Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống của mình, dù là đời hay đạo, không ai mà không muốn làm cái gì đó để thành tựu cho người khác. Gần gũi nhất là con cái của mình. Bây giờ mình muốn con mình đó, nói tiếng Việt, mà mình gặp nó mình toàn sổ tiếng Anh, thì làm sao nó hiểu tiếng Việt? Đó. Thành nữ ra bây giờ mình muốn con mình đó, hiểu Phật pháp. Rồi giờ ngược lại, giờ con, bây giờ mấy đứa nhỏ bây giờ ở đây là tiếng Anh nó nhiều hơn tiếng Việt, mà giờ muốn nó hiểu Phật pháp thì buộc lòng phải đi tìm những cái bài giảng gì đó liên hệ bằng tiếng Anh để nó đọc nó hiểu. Ngày hôm qua có một chị Phật tử nói: thầy ơi, con hồi nhỏ kêu nó tụng chú Đại Bi nó tụng mà nó thích thú, bây giờ lớn lên biểu nó tụng nó hỏng chỗ tụng. Pháp Hòa nó cũng dễ thôi, tại vì hồi nhỏ nó tụng theo cái thích, bây giờ lớn là nó phải tụng theo cái hiểu. Nó không hiểu sao kêu nó tụng được. Mà bây giờ mình chưa chắc mình hiểu chú Đại Bi nói gì trọng nữa là sao giảng. Thì mình chỉ tụng thôi, hát ra đó, na đó, ra đó, vô gì đó, chứ mình có hiểu trong nó nói gì đâu.
Thì bây giờ mình còn mình thì cũng tụng, tại vì mình tin tưởng tụng này linh lắm. Mình tụng là tụng tại linh thôi. Thử bây giờ mà nói mà bây giờ ai mà tuyên bố hay là tao nói là kinh tụng chú này bị bệnh, sức mấy dám tụng. Nhờ tụng nghe nói chú đại bi tụng mạnh khỏe, tụng bình an, tụng cầu chi được mấy, rồi tụng rào rào, tụng rào rào. Cho nên mình phải có, mình phải đặt. Nhiều khi mình có nhìn là ủa mình tụng kinh làm gì, hình như mình tụng kinh là mình trả giá với Phật. Bình an không phải tụng. Thậm chí mình ăn chay cũng đâu có để phát triển lòng từ bi gì đâu. Có chuyện gì muốn cầu Phật phù hộ cho con qua được cái chuyện này, có ăn chay tháng. Giờ con đang bệnh quá, Phật phù hộ con hết bệnh cái con ăn chay tháng. Tại đó mình nghĩ kỹ chút rồi mình trả giá với Phật mỗi chuyện này. Phật phù hộ cho con qua được cái này, có con in kinh có ấn tống, chứ bình thường con không có ấn tống. Mình phải có chuyện gì xong xuôi rồi mà mình mới trả lễ. Mà hễ mà làm thì cái gì thì kêu là người Việt Nam kêu trả lễ. Cho nên hồi xưa có câu là hết soi gì à, không phải, Việt Nam có câu là bút xa gà chết. Tại vì ngày xưa mình cần ông quan ông ký một cái giấy gì cho mình đó, cái bút cái chuyện ký cũng không quan trọng đó. Cho nên muốn nhờ ông chuyện gì là phải đem con gà tới. Cho nên hãy mà ổng xa cái bút xuống ký cái là mình phải hiến con gà. Cho nên gọi là bút xa gà chết. Đó thì bây giờ mình đặt một cái vấn đề là mình để một câu là mình quán nguyện lại. Và quán lại là mình thấy rằng à, trong cuộc đời của mình ai cũng muốn thành tựu cái gì cho người thân, cho chúng sanh. Thì bây giờ mình muốn thành tựu cho chúng sanh thì nó có những cái cách ở trong kinh dạy. Thứ nhất gọi là mình hiến tặng để thành tựu chúng sanh, hay mình nói cách khác là mình bố thí. Rồi nói bây giờ cho nó dễ hiểu là hiến tặng. Ví dụ như bây giờ đại chúng muốn người ta đi chùa ngày chủ nhật, mà giờ cái người kia ở xa quá mà mình tiện đường mình đi, cái mình ghé mình rước, mình hiến tặng cái một cái chuyến chở của mình để cho người đó được đi chùa, để người đó được đi chùa, họ thành tựu được cái chuyện đi chùa của họ nhờ cái sự hiến tặng của mình. Rồi bây giờ họ tới đây xong cái nói, tôi tới đây lẽ giờ tôi đi vòng vòng, cái thầy trụ trì tổ chức tụng thời kinh giảng thời pháp thì thầy là hiến tặng để thành tựu chúng sanh, có gì ta mới tới chứ, không có ta tới chi. Rồi giờ tới ta nghe pháp, ta tụng kinh xong cho ta đói bụng, cái mấy cô chứ bếp thì nấu ăn cho người ta để thành tựu cho người ta trọn một ngày. Người ta đến chùa, người ta được nghe pháp, người ta tụng kinh, trưởng dưỡng tinh thần. Xong rồi người ta đói bụng, mình cúng dường người ta chén cơm, bát bún để người ta no lòng, để người ta nuôi thân. Rồi xong rồi cái nhà nói chuyện chơi vui gì đó, rồi cái mình chở người ta về. Cái ngày đó người ta không có đi chơi, không có đi làm những cái điều mà nó không cần thiết, mà ta bồi dưỡng được tinh thần người ta sau một cái tuần lễ đi làm, thì tuần lễ đó là mình đã thành tựu chúng sanh qua một bữa cơm, một bữa pháp, một thời kinh. Vậy thì bây giờ mình nghiêm kỹ, mình ở dưới bếp là mình hiến tặng, thầy ở trên này hướng dẫn tụng kinh giảng pháp là hiến tặng. Rồi bây giờ có những chú Phật tử tới đây làm vườn, làm cảnh để cho người ta nhìn, người ta cảm nhận được cái cảnh đẹp, cái cảnh thiên nhiên, cái cảnh yên tĩnh của chùa, để người ta thanh thản tinh thần người ta, là mình hiến tặng. Bố thí nó không có nghĩa là khi nào chúng ta có tiền của mới bố thí. Chúng ta có thể hiến tặng rất nhiều thứ, chẳng hạn buổi sáng ra gặp nhau, nở nụ cười, chào nhau câu, chị tối ngủ ngon không? Đó là hiến tặng. Gặp nhau mà vui vẻ, cởi mở là hiến tặng, để cho ta cảm nhận, ta feel the welcome.
người ta cảm nhận là mình đang rất là chào đón người ta. Ví dụ như là trong cái hai ngày tu này, không phải chỉ có tiểu bang Ohio không, mà có thể có những tiểu bang là Obao, Obao chứ không phải Ohio. Người ta đến đây mà mình thân thiện, mình mời người ta, giống như Pháp Hoàng nhìn xuống và thấy có Phật tử ở Michigan này, có những Phật tử ở Michigan qua, và có một Phật tử mà xa nhất là tận bên Anh, từ bên England, London bay qua đây. Thì bây giờ người ta đến đây mà cả chùa từ thầy trụ trì với Phật tử gặp không thèm ngó ngàng gì, không có gì, thì tự nhiên người ta không cảm thấy, người ta feel cái sự chào đón. Đời đó là cho quý vị thấy, các vị mà trong kinh, vị nào đến gặp Phật rồi làm gì? Lễ Phật ba lễ, có khi thì đi vòng Phật ba vòng rồi ngồi kém bên, đôi kém bên, đôi khi Phật ngó vị đó cái gật đầu chào, người ta cảm thấy feel không? Cho nên mình là sống ở trong đời, trong muốn thành tựu tất cả những gì, trước hết là chúng ta phải hiến tặng. Nói theo danh từ Phật học là bố thí. Nhưng mà lâu nay mình nghe chữ bố thí thì mình nghĩ tới cái chuyện là cho tiền, cho của. Nhưng mà thật sự mình cho rất nhiều thứ. Bây giờ cái chị bạn mình khổ quá, cần mình nói chuyện, mình ngồi đó 1 tiếng đồng hồ nói chuyện với chị bạn, là mình hiến tặng thời gian của mình và sự lắng nghe của mình với người bạn đó. Có một em trước khi Pháp Hoàng qua đây đi giảng, tôi có rất là nhiều đau khổ, và nó gọi Pháp Hoàng nửa đêm nói chuyện trong khoảng nửa tiếng, xong nó viết cho Hoàng cái email ngắn gọn: con cảm ơn thầy đã cho con 30 phút qua, và 30 phút qua thầy đã giúp cho con bỏ được gánh nặng của 3 năm, một cái đau khổ để trong lòng 3 năm. Bây giờ mình chỉ cần cho người đó 30 phút, họ xả ra được 3 năm đau khổ của họ. Vậy thì mình thấy 30 phút đó mình cho có đáng. Thì trong cuộc đời này, trong cuộc đời này mình đã từng làm như vậy, hay là mình nhiều khi mình làm mà nó không nghĩ tới tốt. Nhưng mà ở đây Pháp Hoàng nói để cho quý vị hân hoan hoan hỷ là mình đã từng làm việc đó trong cái âm thầm, và bây giờ mình hiểu rằng Phật đã dạy mình đã làm đúng như lời Phật, cố gắng làm được. Cho nên mình hiến tặng để cho người ta, cho nên quý vị thấy nè, trong 4 cái pháp để thành tựu chúng sanh: bố thí, ái ngữ, lời hành, động sự, thì bố thí đứng đầu. Trong 6 độ, trong 6 phương pháp độ người của Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, gọi là luật ba la mật, bố thí đứng đầu. Trong luật ba la mật của Bồ Tát, bố thí đứng đầu. Trong tứ giới pháp của thành tựu chúng sanh, bố thí đứng đầu. Trong 5 giới của nhà Phật: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là 5 cái ác không làm. Nhưng mà ngược lại 5 cái thiện phải làm: không phóng sanh, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà hạnh mà phải chánh hạnh, không nói dối mà phải nói thật, không tàn hoại thân thể mình mà phải sống tích cực để bảo hộ thân thể. Như vậy thì Phật dạy mình đó, đạo đức nhà Phật có 3 câu nè: không làm các việc ác, nên làm các việc lành, rộng độ chúng sanh. Nếu mà quý vị cố gắng thực hiện, quý vị làm 3 câu này nhẹ nhàng trong đời sống: thọ 5 giới là không làm ác, thọ thập thiện là không là làm lành, thọ Bồ Tát giới là độ chúng sanh. 3 câu đó qua 3 tầng bậc của giới. Cho nên điều căn bản Phật tử bước vào đạo là thọ 5 giới. Trong đó các thầy thường nói là không sát sanh, không trộm cắp, nhưng mà thật sự ra không sát sanh mà phóng sanh. Phóng sanh bằng cách nào? Tập ăn chay. Không giết người, không hại vật, tập ăn chay.
không trộm cắp, nhưng mà phải bố thí. Bố thí để làm chi? Để mình hiến tặng và cho cái người khổ, người ta tin rằng trong cuộc đời này vẫn còn có những người tốt. Chứ thường thường Pháp Hòa nói với mấy em nhỏ khi nó vui gì, Pháp Hòa mới nói là cuộc đời này nếu mà không có sự hiến tặng thì cuộc đời này không còn tình thương. Nhờ có sự hiến tặng cho nên tình thương, người ta tin rằng trong cuộc đời này tình thương vẫn còn. Có nhiều người ta đau khổ nha, người ta đau khổ nhưng mà nhờ sự trợ giúp của mình, cho nên mình làm cho người đó có một cái hy vọng để sống. Cho nên bố thí, và bố thí lời nói sao mà cho người ta nghe, người ta cảm thấy nhẹ nhàng, người ta hạnh phúc, đó cũng là một bố thí. Phật dạy ai cũng có thể bố thí hết, mà bố thí này không phải là tiền của. Phong vào ví dụ vậy nè, có tiền, có quần áo, có cơm ăn, cái đó gọi là ngoại tài. Còn nội tài là gì? Nội tài là mình cho cả tình thương của mình và thậm chí ruột gan phèo mỏi của mình. Bây giờ Phật trong kinh dạy, kinh Hoa Nghiêm nói bố thí để thành tựu chúng sanh. Cái em nhỏ đó, nó bị người ta gây tai nạn là người ta đụng xe cho nó chết. Tại giống như là cái kiểu mà nó đi qua đường đó, rồi cái ông đó lái không thấy đụng chết. Nhưng mà khi cái đứa nhỏ nó đang khỏe mạnh mà chẳng qua nó qua đường rồi người ta không thấy nó, ta đụng nó chết. Trước khi nó chết, bộ phận trong người nó còn tốt hết, tim, gan, phèo, phổi gì nó tốt hết, và nó đồng ý, gia đình nó đồng ý cho hết những gì mà người khác cần. Thì bây giờ nó chết đi, nhưng mà mắt của nó, tim của nó, gan của nó, thận của nó, phổi của nó cho được 5 người, những bộ phận chính cho được 5 người, thì nó chết nhưng mà 5 người nó sống. Vậy là bố thí để thành tựu chúng sanh. Đừng có sợ tôi niệm Phật làm vậy nữa sao tôi về cực lạc. Có nhiều người hay có sợ nghe. Một á, là sợ làm vậy rồi nửa chết đầu thai á, tim gan phèo mỏi không đủ. Đó là một cái sợ tà kiến. Mình tái sinh ở cõi nào theo nghiệp lực thì tự nhiên mình sẽ đủ duyên để có những cái gì đó. Thí dụ thôi, bây giờ có một cái cõi nào đó và con người, một cái loài sanh về đó, họ không có gan, không có phổi, thì tự nhiên mình cũng sanh về đó. Cái cõi đó người ta sống ở cạnh đó. Tức là mình sanh về cõi nào thì mình sẽ đủ duyên. Nếu mình đủ cái duyên, cái nghiệp lực ở đó thì tự nhiên mình sẽ đủ cái kết tụ theo cái cõi đó. Chứ lo cái gì mà gọi là nửa chết đi rồi giờ tôi cho tim, sợ nửa chết tôi không có tim. Có nhiều người không sợ vậy, nhưng mà sợ là chết đi phải để yên nằm 8 tiếng mới được vãng sanh. Rồi bây giờ mình mới chết thì người ta đụng vô người mình, rồi người ta mổ xẻ mình, rồi mình nóng giận, mình phiền não, rồi cái mình đọa lạc. Vậy là công phu tu hành cầu sanh tịnh độ của mình tiêu tan đó. Cái đó cũng là một loại sợ tà kiến. Nếu mình đã phát nguyện vãng sanh, tâm mình đã hướng về cực lạc, mà hằng ngày mình, khi mình đời sống này, khi trước khi mình bỏ đi cái thân mạng tứ đại giả hợp này, mà mình còn để lại, mình bố thí được cái gì đó, cuối cùng cuộc đời mình, đó là một cái phước viên mãn của đời mình. Mắc cái chi mà phải sợ cái chuyện. Nếu không, nếu mình phải nói rõ rằng mình đã viên mãn cuộc đời này, không có gì hối hận hết. Sống thì sử dụng nó, chết là cho người khác xài, vui quá. Phá hoài ví dụ vậy nè, hồi đó mình có cái nhà, mình mua bộ ghế nhỏ nhỏ mình xài. Bộ ghế này còn tốt quá, bây giờ qua cái nhà mới mình không cần nữa. Đem bỏ thì mình tiếc. Nếu người bạn mình mà người ta sử dụng được cái bộ bàn ghế đó, mình cho mình mừng hết lắm. Vì mình đã cảm thấy rằng có người sử dụng nó để mình không phí cái bộ bàn ghế đó. Có bao giờ mà cái tâm niệm mình khởi lên mình cho ai được cái gì khi đó mình không cần, mà người khác cần mà người ta sử dụng hết lòng mình vui không? Vui chứ.
đó, vật chất thôi. Cái gì mình không sử dụng mà mình đưa người khác mà người ta sử dụng một cách tốt, mình mừng dữ lắm. Có nhiều vị ta cho Pháp Hòa gì đó mà Pháp Hòa thích, Pháp Hòa dùng, họ vui lắm. Hay là nói trong cuộc đời của mình cũng vậy, cái gì mình không sử dụng mà mình đưa lại người khác mà người ta dùng, người ta thật là hữu dụng cho mình, là nhiều khi nó vô dụng với mình nhưng mà nó lại hữu dụng với người khác thì phải mừng chứ. Thật ra bây giờ mình chết đi rồi mình vô dụng mà vẫn biết rằng, mình vẫn biết rằng thân này do tứ đại hợp thành. Còn người đời dù thân biết Phật pháp nhưng mà ta vẫn biết một cái điều là hạt bụi đào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ta không biết Phật pháp gì hết mà người ta còn hiểu được câu đó, huống chi mình là người biết Phật pháp mà lại sợ. Sợ là mình hiến tặng thân thể này rồi không được vãng sanh, điều đó đúng. Nếu phải nói cho đúng là phải nói vậy nè, mình hiến tặng xong rồi trời ơi, tăng trưởng phước đức, sự vãng sanh mình còn trội hơn nữa, bố thí được phước chứ mất chi sao. Cho nên quý vị nào mà ký giấy hiến tặng thân thể mình cho y học, cho người sao, mà vẫn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc mà không hề sợ sợ, cái đó mới thành tựu viên mãn. Chứ không phải là chết rồi nằm chỗ đó đợi người ta niệm cho mình 8 tiếng mới được vãng sanh. Mà Pháp Hòa hay ví dụ, không lẽ bây giờ mình bị tai nạn dọc đường vậy rồi nằm đó không cho ai đụng vô để cản đường, cản trở xe cộ người ta 8 tiếng, đâu có chuyện đó. Cho nên mình học Phật á, mình phải có một cái hiểu và một cái thực tập, một cái tuệ giác như vậy thì mình mới không có bị, mình không bị những cái đó nó làm mình mê lầm. Mà hãy mê lầm kiểu đó, nhà Phật gọi là tà kiến. Tà kiến là gì? Cái thấy lệch lạc. Chữ tà nghĩa là lệch thôi, chứ không có gì hết. Nó không có nghĩa là mình nói vậy là anh kia tà ma ngoại đạo, không phải. Chữ tà này là lệch, nó không đúng như cái chánh. Chánh là ngay thẳng, tà là lệch, thế thôi. Vậy thôi à? Chứ không có cái ý gì muốn chê bai, muốn chỉ trích ai hết. Vậy thì cái thành tựu đầu tiên cho chúng sanh là gì? Là hiến tặng. Nhờ hiến tặng cho chúng ta cảm thấy cuộc đời này có niềm tin để còn sống. Quý vị thấy á, trong một cái tháng 9 vừa rồi, thiên tai xảy ra liên tục. Việt Nam, ở Mỹ, ở Mexico, còn ở đâu nữa mình chưa biết. Có phải không? Như vậy thì bây giờ nếu như mà thế giới này thờ ơ với những thiên tai đó, thì cái người mà người ta gặp tai nạn, người ta đau khổ và người ta cảm thấy rằng thôi còn chết đi còn hơn, chứ giờ nhà cửa trôi hết rồi, mất hết rồi. Nhưng mà khi mình nghe đâu có thiên tai động đất sóng thần, tất cả thế giới ít nhiều đều gửi về đó, để cho cái người dân đó người ta cảm thấy trời ơi, cuộc đời này còn có tình người. Chưa nói tới tình đạo, tình gì, tình người. Người ta khi người ta lắm nạn, mình có mặt. Mình có mặt bằng pháp thân, mình không có mặt bằng báo thân, tại mình đâu có tới đó. Mình cũng không có tới đó để tự tay mình đưa cho người ta. Nhưng mình gửi tiền tới, mình gửi của mình tới, thì người ta nhận, thì người ta nói, người ta sẽ nhận, ô, đây là quà của đồng bào đang sống ở Hoa Kỳ. Thí dụ như ở Việt Nam mình mới vừa bị những cái bão vừa rồi, những cái đoàn đi cứu trợ đại diện cho mình ở đây, mình gửi tiền về tới đây. Ta nói rằng đây là tiền của Phật tử ở vùng gì đó. Mình đã có mặt ở ngay cái vùng đó bằng pháp thân của mình. Quý vị nhớ là người tu mình có ba thân, mỗi con người mình có ba thân. Cái thân mà hiện đang có này là báo thân, lùn cao mập ốm xấu đẹp gì đó, đây là báo thân. Nhưng mà cái báo thân này có thể làm tất cả mọi việc, quét nhà được, nấu ăn được, cắt cỏ được, đừng trồng cỏ thôi là tất cả những cái việc gì cũng được, là dụng báo thân này bằng cách là ứng thân. Pháp thân là cái thân Phật pháp. Pháp thân không có thấy,
mà chính cái pháp thân không thấy, cho nên pháp thân bất diệt. Cho nên cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Quý vị nhớ không? Quả lần mà cúng quá được, cúng dường pháp thân trước, mà cái người đại diện cho pháp thân là tỳ lô giá na Phật. Chữ tỳ lô giá na dịch nghĩa là biến tất cả xứ. Chỉ có pháp thân đó biến tất cả xứ, còn báo thân này liên tích lắm, hữu hạn lắm. Báo thân này là mấy chục năm thôi. Báo thân này đi, có nhiều vị hỏi thầy đi Mỹ nhiều vậy, 52 tiểu bang thầy đi hết chưa? Dạ nói chưa. Và chắc gì mình có đủ thời gian hay là sức để mình đi hết. Cho nên báo thân này limit, pháp thân thì unlimited. 32 năm rồi chưa về Việt Nam, nhưng mà pháp thân mình có mặt ở Việt Nam, ở ngoài Bắc, ngoài Trung, miền ở đâu mà ta có những cái bài băng giảng. Bây giờ ta chỉ cần có YouTube YouTube đọc theo Việt Nam là YouTube, ta chỉ cần vô là bấm YouTube, bấm thầy, bấm hòa là có mặt. Vậy thì báo thân này không, chưa về Việt Nam, nhưng mà pháp thân mình đã có ở Việt Nam. Quý vị có thể chưa ra ngoài Bắc, chưa ra ngoài Trung, và đặc biệt là những lần bão, những lần ngập lụt mình chưa có mặt, nhưng mà cứ hễ mỗi lần nạn tai ở Việt Nam thì pháp thân mình có mặt. Chùa kêu gọi đóng góp mình cũng dự, nếu không ai gọi kêu gọi mình gửi vô Red Cross, thí dụ vậy. Cho nên cái trận vừa rồi ở Dương Tân mình không có mặt, nhưng mình có gửi cũng ủng hộ pháp thân mình đã có mặt. Và khi mà người ta nhận cái đó, người ta cảm thấy rằng à, trong cuộc đời này còn có một hy vọng để sống. Cho nên quý vị thấy á, thôi mà ví dụ như này, quý vị mà coi phim coi hình ảnh, nó có những nước, cái những cái nhà mà nó ngập nước lên tới nóc rồi nha. Có những đứa nhỏ người ta leo lên cái nóc nhà nó ngồi, nó ngồi một ngày hai ngày nó chờ thuyền ghe đến đó. Nếu mà nói nếu mà cuộc đời này không có sự cứu chịu giúp á, nó sẽ nhảy xong nó chết cho rồi. Nhưng mà nó biết rằng sẽ có người tới cứu nó, cho nên nó ngồi đó nó chờ, vì nó có hy vọng rằng sẽ có người giang tay ra hiến tặng cái đó cho. Rõ chưa? Nếu mà cuộc đời này không có hiến tặng mà chỉ có vơ vét thì mình không còn hy vọng gì để sống hết. Cho nên mình cho người ta một cái niềm tin. Hình như trong Phật pháp là có cái bài hát xin cho có một niềm tin, tin vào chính bản thân mình. Xin cho con một niềm tin rằng trong cuộc đời này còn có những cái bàn tay cứu giúp. Cho nên cái người bệnh á, mình đừng có nói những cái lời tuyệt vọng. Hình như là Trịnh Công Sơn cũng có bài hát đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Cho nên mỗi lần mình bệnh, cái mình tới Đức Quan Âm xin Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con, cho con tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ. Xong rồi mình mới nói kỳ này con hết bệnh con tu chút. Con ăn chay 3 tháng còn cùng tu thêm 3 năm. Thí dụ à. Cho nên nó có ví dụ như thật sự trong Phật pháp là không hề có chuyện mà Phật hiển linh ở mấy cái nhang nha. Có nhiều người ta cắm nhang một cái cao nhang nó trong vòng rồi ồ Phật chứng à. Phật pháp là không có cái đó, không có Phật nào mà hiện vô cái cây nhang nó chứng cho mình cái chuyện. Nhưng mà thấy mấy cây nhang cao vậy nó vui, có niềm tin ở Phật chứng rồi. Vậy thì quý vị nhớ là bố thí để thành tựu chúng sanh. Mình muốn thành tựu cho người ta mình phải hiến tặng. Người ta tới chùa người ta không có cao trạng, mình có dư tặng cho người ta cả. Thậm chí không cho được thì thôi cho chị mượn cũng không sao, miễn có cho là được rồi. Vừa rồi đó có một cái người đó, người Tích Lan,
Thì được người gia đình cái ông Thích Lan này nghèo lắm, thì ông mới được người ta bảo lãnh qua bên Mỹ để đi làm giúp gia đình. Thì trong khi mà ông muốn đi làm giúp gia đình như vậy thì ông xin cái giấy ở lại, thì người ta đặt điều kiện là ông muốn làm cái giấy đó phải trả tiền. Thì ông đâu có biết tìm ai, thì được người ta giới thiệu thì ông tìm Pháp Hòa để xin nhờ cho mượn để giúp ông. Pháp Hòa chưa cho mượn, hứa thôi, khi nào ông làm tôi được. Có chừng 1.000 đồng thôi. Nhưng mà sau đó ông rất là may mắn là ông có được một cái cô bạn gái. Một cô bạn gái là người đã có quốc tịch ở nước Mỹ. Và hai người đám cưới và cô đó đứng ra bảo lãnh. Thì ông muốn viết cho Pháp Hòa một cái lá thư. Thầy, tuy rằng tôi với thầy chưa quen nhau, nhưng mà trong lúc tôi gặp bế tắc nhất, khổ đau nhất ở nước Mỹ, tôi là người Tích Lan qua đây không một người thân bạn bè. Tôi chỉ cần xin cái tờ giấy ở lại để tôi làm giúp gia đình tôi nghèo ở bên Tích Lan. Thầy không hề hỏi tôi gì hết. Khi mà tôi cần giúp, thầy sẵn lòng thầy giúp tôi. Thầy đã cho tôi một cái niềm tin và một cái sức vươn lên gì trong cuộc đời ở cái xã hội mà đầy những vật chất này còn có tình người. Tình người là không phải người Việt, không? Mà mình là cùng một con người với nhau. Thầy cũng là người tị nạn, tôi cũng là người tị nạn. Thì ông viết cho bà lá thơ và ông gửi cho bà mấy cái tấm hình và hai vợ chồng đám cưới với nhau. Quý vị thấy ở trong cuộc sống này, nhiều khi mình an ủi người ta một cái hình thức nào đó là cho người ta được qua được cái khổ lụy, dù mình chưa làm được gì, nhưng mà mình cho người ta một chút vậy thôi mà mình không hề nghĩ đến, nhưng sau đó người ta khó nghĩ. Cho nên thưa đại chúng, cái gì mất chứ cho không có mất. Người Việt Nam mình hay nói, mình ăn thì hết, mình cho thì còn. Của ăn thì hết, của cho thì còn. Phải không? Nhiều khi á, còn lại còn cái gì? Còn cái đạo, cái đức, cái tình, cái nghĩa. Cái này là trong Kinh Hoa Nghiêm dạy à. Lời Pháp Hòa trích những cái điều trong Kinh Hoa Nghiêm dạy. Bố thí là hiến tặng, là thành tựu chúng sanh. Được một cái là phải không? Và cái thứ hai là gì? Dùng sắc thân để thành tựu chúng sanh. Dụng sắc thân là sao? Nghĩa là mình, cái thân này nè, cái gì có hình tướng, cái đó gọi là sắc. Cái hoa này là sắc, cái thân này là sắc, cái chùa này là sắc, tượng Phật là sắc, cái chuông là sắc. Cái gì có hình tướng, có hợp thể, cái đó gọi là sắc. Cái gì mà nó chỉ có tên, nó không có cái tướng, thì gọi là danh. Ví dụ như cảm thọ. Cảm thọ đâu có hình tướng. Tưởng tượng đâu có hình tướng. Cái đó gọi là danh. Cho nên nhà Phật gọi là danh sắc. Trong cái thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên luật nhập được. Thì chữ sắc nghĩa là cái gì có hình tướng hợp lại. Và đã có hình tướng thì chỉ là tạm có, chứ không có bất, không có mãi mãi. Cho nên đó, cái thân này là sắc thân. Cho nên trong ngũ uẩn kết hợp con người là sắc thọ tưởng hành thân. Mà chữ sắc trong Bát Nhã Tâm Kinh là trong ngũ uẩn mà nói đó, đó là tượng trưng cho sắc thân hay những cái gì có hình tướng. Bây giờ cái hình tướng này này, nó limit, nó hữu hạn. Thậm chí năm ngoái còn bưng được bao gạo 10kg mà năm nay hết sức. Nó thay đổi. Năm ngoái chụp hình trán mình có một hẻm mà, năm nay chụp lại có ba đường tam bảo.
Thành thử ra quý vị thấy không, mình á, hồi nãy là mình bố thí rồi, nhưng mà trong bố thí này nó có một cái nữa gọi là dụng sắc thân. Cái thân này á, tuy nó vậy đó chứ nó hữu dụng lắm. Cho nên Phật dạy cái giới thứ năm hay lắm. Nếu mà đại chúng mà nghiên cứu cho kỹ đó, năm giới của nhà Phật tuyệt vời. Cho nên có cái giới thứ năm là không có được uống rượu đó, mà nói tắt nó gọn thôi. Nói cho đủ là phải có chánh niệm để mà tiêu thụ những sản phẩm nào đưa vào thân này. Vì nếu mình ăn uống không có chánh niệm thì thân này bệnh. Mà thân bệnh thì chẳng làm được gì cho ai, bản thân còn chưa làm được gì cho mình thì làm gì cho ai. Bưng đi nước bưng không nổi. Vậy thì dụng sắc thân nghĩa là mình phải làm sao để sắc thân này hữu dụng chứ đừng có vô dụng. Cho nên khi còn xài được phải xài cho nó đúng, đừng có phí nữa. Có nhiều khi mình phí thân 30 năm, thậm chí có nhiều người có phổi tốt nhưng mà hít thuốc vô để làm cho phổi hư, uống rượu cho nhiều để làm cho gan hư. Cho mình tự mình hại thân thể mình bằng cách là mình đem những cái độc tố vô trong cơ thể mình. Ở đây có ai tụng kinh Pháp Hoa nè, ai tụng kinh Pháp Hoa rồi đó, phẩm thứ 20 là phẩm thường bất khinh. Bồ Tát thường bất khinh là một việc gì? Ông lấy cái thân ông này đi tới đâu cũng chấp tay. Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài là Phật sẽ thành. Người ta bực bội cái ông tỳ kheo vô trí, ông là cái gì mà dám thọ ký cho chúng tôi thành Phật? Lấy gậy lấy đá luyện không, chạy tuốt đằng xa nhưng vẫn nói tới tôi không dám khinh anh vì anh sẽ thành Phật. Đó là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Tu một việc thôi là mang cái thông điệp tới cho tất cả mọi người, để mọi người biết rằng anh sẽ làm được việc đó. Cho nên ngài là một sứ giả mang một thông điệp để xác định với chúng sanh, với mọi người rằng đừng có khinh anh, đừng có coi thường anh làm được hết tất cả việc đó. Cho nên cái anh mà cái anh chàng mà bị cụt tay cụt chân ở bên Úc á, tên Nick á, anh đi vòng quanh thế giới để anh nói với thanh thiếu niên rằng đừng tuyệt vọng nè, bản thân anh nè tay chân không có nè, vậy mà anh vẫn một người sống tốt và làm được nhiều việc. Quý vị có biết có những người người ta ngồi xe lăn ở bên Mỹ, có những là học giả ngồi xe lăn vậy mà làm được một công trình lớn là nghiên cứu những cái điều gì đó mà tốt đẹp cho xã hội. Phẩm thứ 20 là phẩm thường bất kinh, phải không? Phẩm thứ 23 là vượt vương Bồ Tát bổn sự, phải không? Vượt vương Bồ Tát bổn sự là đốt thân cúng dường. Nhưng mà cuối cùng á, ngài thành tựu được cái một cái pháp tam muội là gì? Hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Tam muội là gì? Theo nghĩa là chánh niệm. Hiện tức là hiện bày, nhất thiết là tất cả, sắc thân tức là thân thể của mình. Mình có khả năng, mình có chánh niệm để hiện thân mình ở tất cả mọi hoàn cảnh mọi chỗ một cách chánh niệm. Cái chỗ đó người ta cần mình tới, mình đi vô trong bếp mình thấy mấy cô mấy bác lớn tuổi tội quá, già như vậy lẽ ra giờ này ngồi ở nhà hưởng phước và vô chùa công quả ngồi sắc gọt suốt đêm. Mình thanh niên thiếu nữ vậy đi ngang hai bác khỏe không, bữa nay bác làm món gì rồi vô phòng nằm. Thì mình đi ngang mình thấy mấy bác vậy tội quá, mình tới mình đứng mình rửa chén. Đó là mình hiện nhất thiết sắc thân. Hiện cái sắc thân của mình vào cái trong cái chuyện rửa chén là vì mình thấy mấy bác cực nhọc làm khổ. Bây giờ bác mấy bác đứng mà rửa mấy cái nồi mấy cái chảo nó tội quá. Cho nên thưa đại chúng là ở chùa,
cái món gì mà làm cầu kỳ là không bao ít có dám ăn. Tại vì mình ăn thì người ta sẽ nghĩ mình thích, rồi mai mốt ta làm nữa. Thà làm lần mình đừng ăn để ta đừng có cực. Hồi đó có một sư cô, cô lấy tàu hủ kỳ, cô luộc lên cái cô trộn màu cho nó đỏ đỏ. Cô lấy chiếc đũa, cô cặp vô vậy. Rồi cô quấn lại, cô hấp, cái cô rút chiếc đũa ra. Cái miếng tàu hủ kỳ nó cong vòng lại, nó trống khoảng vậy đó. Cái cô sắc nhỏ nhỏ nhỏ, cô hỏi cô làm gì vậy? Cô nói con làm tôm khô. Trời ơi. Không bao giờ phá hoại. Một lần thôi là cô không phá hoại, nói cô đừng có làm nữa. Tại vì không hoại không thể nào ăn trên cái cực khổ của người khác như vậy. Không ăn. Không ăn buồn lắm. Nhưng mà như vậy để cô đừng làm. Tức là mình ăn là cô thấy mình thích cô làm. Chứ ăn cái gì mà cực khổ có quả ít có. Thấy người ta cực nhất là cái món bánh bột lọc á, mà gói gói nhỏ nhỏ rồi lao lá rồi ngồi cắt rồi vét từng miếng bột rồi hấp lên lột ăn cái kêu bánh bóc lột. Thôi qua hay đùa mà thấy này phải bột lọc rồi bóc lột. Theo cái nghĩa thường là mình bóc vỏ rồi mình lột vỏ rồi mình bóc mình ăn. Cái nghĩa đó là vậy thôi chứ gì. Nhưng mà thấy cái gì cực quá không quả ít mình. Tại vì mình thấy người ta đổ công của nó nhiều quá cho mình. Ăn cái gì cho nó đơn giản để người ta đỡ cực. Còn không thì làm cái gì cho nó lớn lao để rồi đại chúng cùng ăn cái gì mình chút mà nấu một chút vậy còn được. Cho nên trong cuộc sống của mình á, mình có cái phước, mình có cái thân. Nhưng mà mình không có đủ cái phước để mình nhìn nhận ra mình phải hiện thân như thế nào để nó không phí thân này. Thế thì mình không thành tựu được gì cho mình và cho người hết trong cuộc đời này. Cho nên á, hiện nhất thiết sắc thân là mình có thể ứng hiện cái thân thể mình ở tất cả mọi hoàn cảnh. Như thế nào mình cũng có thể giúp người được. Quý vị thấy có những sư cô nha, leo nóc nhà làm những cái chuyện mà rất là men. Men có sao đâu, ở cái xứ này là hình như là người nữ mà cũng làm những công việc mà như người này, và ngược lại những người nam vẫn có thể vô trong bếp nấu ăn, lo cho gia đình, chăm sóc con cái được hết. Bây giờ nó không có, mình đừng có, mình phải đừng có quan niệm là đàn ông chỉ làm việc đó, đàn bà chỉ làm việc kia. Đàn nào cũng được, miễn khải ra tiếng hát là tiếng đàn là được, dù là đàn nào. Thỉnh thoảng mình cũng thích đàn cò, đàn gáo, đàn tranh, đàn guitar, đàn nào phát ra tiếng là hay rồi. Đàn nào làm được việc là tốt đó. Chứ phải được cái đó. Được như vậy là chứng được tam muội. Tam muội đó là gì? Là thiện nhất thiết sắc thân. Đó là phẩm kinh thứ 23 trong kinh Pháp Hoa. Thiện nhất thiết sắc thân. Dược Vương Bồ Tát đốt cánh tay, Ngài nói nếu mà tôi đốt đây mà do lòng chí thành của tôi, thì thân thể nói xong thì thân của Ngài tỏa ra được cảnh sáng. Cái đó là những cái chuyện nói lý, cái ý thôi. Lát đừng nó ra làm thiệt. Có cái tài biểu tôi giờ tôi chứng được thiện sắc thân, nhất thiết sắc thân. Nhà Phật thường có cái từ là tam muội. Quý vị có nghe chữ tam muội không? Tam muội là tiếng Phạn phiên âm từ chữ Samadhi. Nếu mà chúng ta dịch ra cái chữ tam muội là gì? Là chánh niệm. Tam muội là chánh định. Ý nói là khi chúng ta làm cái gì trong một cái tâm ý hết lòng, không xen tạp bất cứ cái gì là bằng tam muội đó. Đó là tam muội đó. Thí dụ bây giờ mình nấu ăn, nấu ăn hết lòng mà không cần ai khen chê, không cần danh lợi, không gì hết, vì đại chúng cần tôi tới tôi nấu thôi. Ai ăn ít ăn nhiều tôi không mang, tại vì tôi nấu rồi thì mọi người hưởng. Nấu như vậy xong rồi vui vẻ bình an, khen chê em để làm gì đó là nấu ăn tam muội.
Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với một Phật tử, thì Pháp Hòa mới nói rằng mình đừng có nghĩ rằng mình tu là chỉ ở trong chùa ngồi đọc kinh, nghiên cứu kinh điển giáo lý. Không phải vậy. Tu nghĩa là mình làm tất cả mọi việc, mà việc nào mình làm bằng hết lòng của mình và không có một chút gì xấu bận trong đó là tu. Pháp Hòa ví dụ này, mình là mở cửa tiệm làm ăn cũng là tu. Tại vì mình làm, ví dụ bây giờ cái đó mình làm bằng, mình lấy tiền người ta, mình nói là mình sửa cái cửa để dùng cho người ta, mình ta trả mình 50 đồng, mình lấy tiền người ta, người ta đồng ý trả giá ta, thì phải làm đúng với trách nhiệm cái bổn phận của mình đã quy định. Cái tiền mình lấy tiền ta làm hết lòng, không phải lấy 50 xong rồi mình làm sơ sài. Cái đó là mình thiếu tu trong cái việc làm của mình, thiếu cái tâm của mình ở trong đó. Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng tu là ngồi chỗ đọc kinh nè, nghiên cứu cái này cái kia, không phải vậy thì ai nói cho mình ăn? Người ta cũng muốn tu vậy, người ta cũng muốn đọc sách, người ta cũng muốn nghiên cứu vậy. Thế thì mình phải biết rằng trong cuộc sống này, nói cho đúng ra là tất cả chúng ta sống với service. Tu là service. Cái người làm ở Tim Hortons, xin lỗi, cái người làm bán cà phê ở Starbucks đứng bán cà phê cho mình là service. Cái người quét cho dọn trong phi trường là service. Cái người đứng gác cửa ngay cái hotel mình tới, người ta mở cửa cho mình vô, người ta bưng hành lý mình vô là service. Cái người nấu ăn ở nhà hàng là service. Người bưng bàn là service. Mình ở trong chùa Phật tử tới mình ra mình tiếp đón là service. Mình nấu ăn cho người ta là service. Thì trong cuộc sống này không có việc gì chúng ta làm mà không gọi là service. Mình hư cái điện thoại mình gọi lên tổng đài, cái người bắt cái phone trả lời mình là service. Rồi người ta gửi người tới sửa điện cho mình là service. Bây giờ người ta có người thân mất, ta con vô chùa ta nói thầy ơi con có người thân mất, con nhờ thầy giúp cho con. Dạ được, thầy service. Như vậy thì bây giờ cuộc đời này không có cái gì chúng ta làm mà không phải là một cái service. Chứ đừng nghĩ tu không phải là service. Tu là service còn dữ dội hơn. Anytime 24/7 nghĩa là 7 ngày một tuần, 24/24. Nói vậy đừng làm thiệt nha. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy người ta cần, người ta gọi tới chùa. Anytime người ta cần mình phải có mặt. Ngày hôm qua cơm với thầy trụ trì, thầy mới nói mai tôi kẹt có cái đám. Pháp Hòa mới nói ở thầy địa phương ở đây, Phật tử ở đây hữu sự cần thầy cứ làm, vì cái đó rất là cần. Những việc gì ở chùa, sinh hoạt gì, con làm được gì thầy cứ giao cho con giúp, thầy đi lo cái việc trụ xứ ở đây. Vì Phật tử địa phương ở đây ta hỗ trì cho mình. Bây giờ người ta cần mình phải có mặt, rồi mình chia người ra làm. Pháp Hòa đến đây 2 ngày là full service. Rồi thậm chí mình phải self service. Người ta dọn ăn, người ta nấu cơm, ta để bàn là full service. Còn mình phải tự cầm chén mình ăn là phải self service. Vậy thì quý vị thấy không? Cuộc đời này không có gì mà mình không service chính mình, service chính bản thân mình. Mình service cho mình và mình service cho người. Service là phụng sự. Thì mình phụng sự cái gì cho mình đó, là để mình đủ tiếp tục khả năng để mình phụng sự cho người khác. Ví dụ như mình bệnh, mình phải uống thuốc. Chăm sóc mình đó là giữ thân mình cho tốt. Giữ thân này tốt để làm gì? Để mình làm tốt việc khác cho mình. Phật tử cứ email cho Pháp Hòa thăm, mà lúc nào quý vị thương Pháp Hòa dữ lắm và nhắc một câu: thầy nhớ là thầy bây giờ không phải của thầy nữa, thân thầy không phải của thầy nữa, mà thầy là của tất cả mọi người. Thầy phải uống thuốc, thầy phải ngủ, thí dụ vậy. Vậy thì quý vị nhớ là khi mình chăm sóc cho mình service cho mình. Nhưng mà ngược lại mình có khả năng gì đó thì mình lại làm cái khả năng đó cho người khác. Ví dụ như cái ông lái xe bus,
Mỗi buổi sáng ông chở học sinh đi học là ông phải biết trách nhiệm của ông. Ông nắm trên tay ông là 50 cái sinh mạng. Thì ông phải ăn uống hay làm gì đó để giữ cái ông. Bởi vì trên xe ông là, khi mà ông lái xe là những người trên xe là giao hết cho ông. Cho nên vừa rồi nó có cái anh đó, anh là phi công lái máy bay mà anh bị stress. Rồi cuối cùng anh tự vận bằng cách là anh lủi anh chết. Nhưng mà anh lủi anh chết phần ảnh thôi. Mấy trăm người trên chiếc máy bay của anh cộng nghiệp của anh. Rồi khi mà anh, bây giờ có bà nói là trên chiếc máy bay đó có 200 người, ảnh tự vận phần ảnh là diễn đau khổ cuộc đời này quá. Ảnh tự anh service ảnh. Nhưng mà rốt cuộc rồi 50 người kia hay là 100 người kia đã chết. Rồi quý vị thấy cái liên hệ là 50 người đã chết, 50 gia đình đó hệ lụy. Cho nên mình nhớ là khi mình làm một cái việc gì đó, không phải hệ lụy cho chính mình, mà nó có những cái dây liên đới. Quan trọng đó, phải thấy được đó. Cho nên một lời nói của mình ở trong chùa mà nói không cẩn thận, không phải tác động riêng cho cái người Phật tử mà không ưa, mà ngôi chùa cũng bị ảnh hưởng. Thầy trụ trì cũng bị ảnh hưởng, ngôi chùa ảnh hưởng. Ví dụ ta buồn, ta không tới, ta giúp đỡ cái gì đó. Thì quý vị thấy, mình nói trong Phật là mình đã mất đi một Đức Phật. Đức Phật dạy, giết một Đức Phật không tội, làm hư tâm của một người đang tu tội lớn. Tại vì sao? Vì ông kiếm thành Phật rồi, ông còn khổ đau phiền não gì nữa hết. Nhưng cái người kia trên đường, trên đường tu, trên đường sắp thành Phật, mình làm cho họ thối tâm, họ bỏ thôi luôn, nguy hiểm. Pháp Hòa hay ví dụ, thấy cái ông đó đang đổ xăng, không ưa ông, sẵn dịp cơ hội đang ngay bình xăng, thôi lại bật lửa cho nó nổ cho chết. Nhưng mà mình đâu có biết là cái bình xăng nó nổ, cái kho xăng nó nổ một cái là ông đó chết là phần ổng rồi. Mà những người đang đổ xăng, những người bán buôn xung quanh ảnh hưởng hết. Cuộc sống của mình cũng vậy. Cho nên mình phải thấy rằng mình phải hiện sắc thân. Tam muội là gì? Là phải chánh định, chánh niệm. Làm việc gì phải có chánh định, chánh niệm. Không có chánh định, chánh niệm là mình mất. Nhiều khi đi đâu không tính toán, tốn vài chục đồng. Thí dụ mình muốn đi đâu mà không tính, không coi ngày cho kỹ, bút cái vé xong rồi tới hồi nhớ trực là ngày đó mình đi không được, cái phải đổi vé. Còn một lần đổi vé là tốn tiền. Không sao, mấy chục đúng rồi. Trừ trường hợp mà mình đã giữ trước rồi về chuyện đột xuất nó đó. Nhưng mà mình đã có cái kế hoạch đó mà mình không nhớ, không tính kỹ, mất vài chục, mấy chục cũng là tiền. Mà lâu ngày nó thành cái nghiệp, là cái thói quen, làm gì cũng tính hết. Thì bây giờ Pháp Hòa nói, mình nấu ăn mới có năm lần đầu có thể mình chưa có lường được, không tính được. Nấu ăn quen là phải biết. Thí dụ bây giờ chùa đây là mỗi chủ nhật 50 người đi chùa, thì mình nấu khoảng đó. Khi nào đột xuất lên tới 70-80 thì mình đột phát liền. Tuần nào cũng nấu chừng 200 người ăn vậy. Tuần nào cũng giống nhau. Vậy thì mình thiếu chánh niệm trong cái việc nấu nhất. Có một cái ví dụ nhỏ, chứ còn muôn ngàn thứ khác trong cuộc sống của mình. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh mà ngồi mà diễn đạt cho kỹ là Phật nói nhiều thứ. Cho nên mình mới gọi Phật là gì? Nhất thiết trí. Nhất thiết trí là bậc có trí tuệ để nhìn thấu tất cả. Vì vậy mình mới gọi Phật là toàn giác. Toàn giác là giác ngộ hoàn toàn. Còn mình đó hả? Khổ đau giác đó, khổ đau giác đó. Cho nên mới gọi là mình phần giác. Giác từng phần. Có những người cũng giác vậy mà lúc tỉnh lúc mê. Cho nên gọi hốt giác hốt mê. Lúc tỉnh lúc mê, tiếng Hán gọi hốt giác hốt mê. Có nhiều người là sờ sờ mà không giác, coi là bất giác. Cho mình là chúng sanh, mình ở những cái dạng bất giác. Còn không thì... Vì gì đó, hốt giác, hốt mê.
rồi mấy tiếng Anh vô hấp giác. Cho nên già mình cũng già hấp, già phân nữa. Dương Vương Bồ Tát tượng trưng cho thành tựu được cái đó. Cho nên trong kinh, trong cái kinh Pháp Hoa có ba cái phẩm, phẩm 20, phẩm 23, phẩm 24. 20 là Thường Bất Khinh, 23 là Dương Vương Bồ Tát Bổn Sự, 24 là Diệu Ấp. Ba vị Bồ Tát này tương trợ với nhau. Bồ Tát Dương Vương là hiện sắc thân tâm bụi, nhưng mà qua tới Bồ Tát Diệu Âm là nghe tên là biết làm gì rồi. Diệu là gì? Là vi diệu. Âm là âm thanh. Như vậy thì người có âm thanh vi diệu là người thuyết pháp. Dụng thân thuyết pháp bằng thân rồi, bây giờ thuyết pháp bằng ngữ ngôn. Cho nên gọi là gì? Đạt được nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tâm bụi. Hay dễ sợ lắm. Chữ ngữ ngôn ở đây á không có nghĩa là mình hiểu tiếng Anh, tiếng Pháp nhiều và ngữ ngôn đâu, mà hiểu được cái tâm tình của chúng sanh, hiểu được cái cảm giác của chúng sanh. Có nhiều khi có những niềm riêng lòng không muốn nói, hay là có những niềm riêng lòng không nói hết, nhưng mà mình cảm được. Cho nên cái người mà như vậy đó, người ta có Diệu Ấp, người ta có Thiên Nhĩ, người ta có thể nghe được tiếng nói mà có nhiều khi nói không thành lời. Có nhiều người hay lắm nha, nhìn cặp mắt họ mình biết họ đau khổ buồn, chứ họ đâu có nói ra được gì đâu, nhưng mà họ nói qua ánh mắt mình, họ nói qua cái hành động nụ cười của họ. Cho nên qua nụ cười của họ mình có thể cảm được. Bây giờ cái thứ ba là gì? Thuyết pháp để thành tựu chúng sanh. Hồi nãy là bố thí để thành tựu, hiện nhất thiết sắc thân, hiện thân để thành tựu. Cái hiện thân là mình làm được tất cả mọi việc. Pháp Hòa nói, quý vị mà chỉ cần đi một vòng cái chùa này là quý vị thấy được thầy trụ trì hiện thân. Chỗ nào mà có bàn tay của thầy, mặc dù thầy có người trợ, nhưng mà phải có thầy trong đó, việc nó mới đi đến như vậy. Thầy muốn chỗ đó như vậy, thầy ra tay thầy làm Phật tử phụ. Cho nên đại chúng nhớ là một Phật xuất thế thiên Phật hộ trì. Một Phật mà có mặt, một Phật mà ra đời thì ngàn Phật hỗ trợ. Cho nên một vị thầy mà đề xướng một cái công trình Phật sự, hàng ngàn hàng triệu Phật tử hưởng ứng, đó là cái câu của cái câu là nhất Phật xuất thế mà thiên Phật hộ trì. Một người làm việc phải có nhiều người ủng hộ phụ trợ, chúng tôi làm sao nói. Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà, nhớ không? Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà thuyết pháp, mà đến bây giờ đây giáo pháp của ngài mình là người đi truyền bá. Một Phật xuất thế mà thiên Phật hộ trì, chúng ta là những người nhận cái đó từ Phật, được cái thành tựu rồi mình đi thành tựu chúng sanh khác. Trong đó có một cái chương trình để thành tựu chúng sanh là gì? Là nói pháp. Thuyết pháp là có Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, Thanh Văn thuyết, chúng sanh thuyết. Có nhiều người là có thuyết pháp cho mình nghe, nhưng mà không có thuyết pháp bằng tiếng, ta thuyết pháp bằng hành động. Cái cách sống của họ là một bài pháp hay. Cho nên nhiều khi mình tới mình nhìn ta thôi là mình hiểu được, mà không cần ta nói. Cái cách sống của họ, cái cách behave, cách react, cái cách treat của họ, đối xử với mọi người. Cho nên thuyết pháp. Và khi mình thuyết pháp được như vậy là mình cũng có nghe được những âm thanh của họ. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát, cái phẩm Diệu Âm nó ná ná như phẩm phẩm gì? Phẩm Phổ Môn. Có câu này: xin hỏi Bồ Tát Diệu Âm dạo đi trong cõi Ta Bà, dạo đi trong cõi này như thế nào? Trong phẩm Phổ Môn của nó, ôi cha, tu hành sướng nghe, toàn là dạo chơi không à. Chỉ dạo chơi trong kinh Phật nói đó, không có nghĩa là đi rong đâu nha. Dạo chơi là gì?
thân của mình đi khắp ta bà này, nhưng mà tâm mình phải hiểu ta bà này quả tạm, cho nên mình nhớ là mình chỉ dạo chơi trong quả ta bà thôi. Quý vị đi Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, đi du lịch trên thế giới, phải không? Du là lịch là trải qua, du là đi, đi mà trải qua mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, mình không có dính được chỗ nào cả. Ví dụ như qua Pháp thích quá, cũng đâu được ở Pháp đâu, vì quốc tịch Mỹ mà, ở đó đâu được. Nhớ là dạo, thì cõi ta bà này, chúng ta cũng chỉ là những người dạo chơi trong cõi ta bà thôi. Cho nên hồi xưa các tổ nhắc mình, ta bà khổ, ta bà khổ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn. Cho mình biết tịnh độ là tâm mình, tịnh độ là tâm mình. Còn ta bà là cõi mình đang sống. Nhớ là cõi này cõi tạm. Chúng ta là người tạm thì chúng ta chẳng qua là những người dạo chơi. Bây giờ mình đi Mỹ, đi Á, đi khắp hết, rồi cuối cùng cũng chỗ nào cũng giống nhau, cũng nhà, cũng con người, rồi cũng ăn, ai cũng ăn sáng đủ ba cử, ăn ngày ba cử. Con người nào cũng sống giống nhau, giàu nghèo gì cũng giống nhau, cũng phải ăn, cũng phải mượn nước uống, phải mượn thức ăn, xong rồi xả ra giống nhau, mượn giống nhau và xả giống nhau, ngủ cũng giống nhau và thậm chí chết cũng giống nhau. Giàu thì cũng chôn cũng thiêu, nghèo thì cũng chôn cũng thiêu, không có gì lạ cả. Cho nên mình hiểu là cõi đời này dạo chơi thôi, mà chính vì dạo cho nên mình không có gì. Có một thầy viết cho qua cả thư: điều mơ ước nhất của con là một ngày nào con được sang Canada thăm thầy, thăm chùa của thầy. Thí dụ vậy, con bà biết vậy. Sư đệ ơi, làm gì làm cũng phải nhớ một câu là mùa tỏa lô sơn sống triết giác. Nghĩa là đi tới đâu rồi rốt cuộc á cũng là sống của một dòng sông, cũng là sương mù ở bầu trời. Tại vì cái bài đó của ông Tô Đông Phan, ngày xưa ông nghe người ta đồn sông ở sông, cái dòng sông Triết rất đẹp, mù ở mù, sương mù ở núi Lô rất đẹp. Đời người mà không được đến thấy hai cái đó là hận chết, không đành. Nhưng khi ông đi đến đó rồi thì ông thấy có gì đâu, thì cũng là sông nước chảy, cũng là sương mù. Cho nên làm bài thơ: mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa lô sơn sống triết giang, phải không? Đó, ví dụ như nói mình nói là nước Mỹ gì gì đó, khi đi chưa đến Mỹ hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, phải không? Cũng là building shopping vậy thôi. Lô sơn yên tỏa triết giang triều, vĩ đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo lắc hoàng lai vô biệt sự. Vô biệt sự đâu có gì khác. Kết của cái câu đó của ông là gì? Lô sơn yên tỏa triết giang triều. Một nhà thơ Việt Nam đã dịch cái bài đó ra tiếng Việt: mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa lô sơn sống triết giang. Cho nên mình phải biết vậy để rồi mình đừng có expect nữa, phải không? Và bây giờ người ta có nói gì nói đi nữa, mình cũng nhớ anh sẽ vì em làm thơ tình, anh sẽ gương mây kết thành lâu đài. Trời ơi, lên đó ở hãy nhớ cái câu người ta nói: mây mà làm lâu đài rớt chết. Cho nên mình phải biết rằng nhà thơ ta ẩn ý trong đó. Ta muốn nói cho mình cái ảo ảnh của cuộc đời đó. Anh sẽ gọi mây kết thành lâu đài, mình quên mây thì nhớ cho hai chữ lâu đài. Đó.
để tình mình mang tên tình ái đó, hai đứa chúng ta mà thôi đúng rồi. May mà. Cho nên á, phẩm Diệu Âm trong kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Diệu Âm là người không phải ở thế giới Ta Bà, nhưng mà đặc biệt là ai ở trong thế giới Ta Bà? Quan Âm Bồ Tát. Vì Quan Âm Bồ Tát ở cõi Ta Bà mới thống hiểu cái nỗi khổ của người ở cõi Ta Bà. Cho nên phẩm Phật kinh Pháp Hoa còn có một cái phẩm gọi là các vị Bồ Tát đã từ dưới đất mọc lên, nhớ không? Ồ, mọc lên mấy chục ngàn người luôn, đất nước là mọc Bồ Tát lên. Các Bồ Tát kia mới nói là xin Phật cho chúng con ở lại đây để phụ Phật. Phật nói không, ở cõi tôi có người rồi. I have my people. Cái câu đó nghĩa là gì? Chỉ có con người ở cõi này mới thấu hiểu được nỗi khổ của con người cõi này mới có thể trực tiếp độ họ một cách linh động. Người ở cõi khác hiểu gì mà độ? Ví dụ bây giờ người một cái hành tinh khác bay tới đây nó để tôi độ nó, dạ. Nhưng mà người có Ta Bà này hiểu à? Hiểu con người rắc rối kiểu này. Bây giờ mình nói một cách gần, ví dụ như cái người Việt Nam mà mới qua chắc chắn sẽ không hiểu hết cái nỗi khổ của người mình ở Mỹ. Ở Việt Nam mà sáng ngủ dậy nghèo cỡ nào cũng ngồi quán cà phê. Nghèo cỡ nào nghèo mà phải quán cà phê ngồi cái đã. Ăn xong rồi ngủ trưa cái đã là tính. Ở đây mình có ngủ trưa không? Có được đi uống cà phê quán không? Mua cả đống về quậy, sáng cầm thì chạy không kịp. Ăn trên xe mà làm gì có ăn đủ. Trưa ra quán ngồi tô hủ tiếu, không có chuyện. Cho nên mình ở cõi người sống ở Mỹ hiểu được nỗi khổ của người ở Mỹ. Ăn toàn đồ đóng lạnh, cuối tuần đi chợ nguyên tuần về cất tủ lạnh. Người Việt Nam mới qua tối ăn đâu ăn gì mà đồ ấp lắm vậy ăn. No choice. Ai thì giờ đâu mà đi chợ mỗi ngày. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên người Mỹ mình, dân Mỹ nhau nói chuyện ăn đồ đông lạnh hiểu chưa? Còn người bên kia người ta ăn chợ fresh mỗi ngày, đồ tươi mỗi ngày, ta không thể nào ta ăn. Cho nên mình đọc trong kinh là kinh của 2000 năm trước mà kinh nó hiện hữu bây giờ. Đọc kinh Phật như vậy đó, mình mới thấy à, giữa có chúng sanh đời trước, chúng sanh đời này, nhưng mà Phật nói ẩn đi. Đọc vậy là đọc kinh Đại Thừa. Đọc mà mình phải tư duy, phải quán chiếu làm sao mà ứng dụng kinh điển ngay trong đời sống. Mà đạo Phật là vậy chứ không phải nói chỉ trên kia. Thôi mình hết giờ rồi. Rồi chương này mình nói tiếp nha. Nói nữa cái bắt đầu thầy nói gì tôi đang lân lân. Con không có nghe nữa. Ta bây giờ đợi chúng hồi hướng.